nó đang không đáp ứng được cái phần chi phí, có nghĩa là mình đang ở cái tình trạng báo động. Thì cái câu hỏi đặt ra cho các quý thầy cô là làm thế nào để tăng thu nhập và làm thế nào để tối ưu hóa chi phí. Ở đây mình dùng từ tối ưu. Tại sao mình không nói là giảm chi phí? Bởi vì rõ ràng cái phần là giảm, quý thầy cô mình thấy mình cũng không thể nào mà ăn bớt đi hay là thắt lưng buộc bụng đến mức độ mà mình nhịn, nên là mình giảm những cái khoản tiền mà mình ăn uống được, đúng không ạ? Như vậy mình chỉ cần tối ưu thôi ạ. Tối ưu ở cái mức nào mình không có sống ở, ví dụ như là thu nhập nó còn đang tương đối thì mình không thể nào ngày nào cũng đi ăn 5 sao hay là ngày nào cũng sống quá sung sướng được. Thì cái đấy là mình phải điều chỉnh và mình lên kế hoạch. Đấy là những cái nội dung mà tiếp theo trong những cái buổi tiếp theo mà chúng tôi sẽ chia sẻ để làm sao mình có thể lập kế hoạch mình rõ. Nhưng mà ngày hôm nay mình phải đo lường sức khỏe. Có bạn tiến sĩ thì đang nói là trong tình trạng báo động. Dạ. Thì đây là một vài những cái cách đầu tiên. Thì không biết là cô Hải Bình có muốn nhấn mạnh thêm về cái khoản là mình phải tối ưu hóa chi phí hoặc là mình chi mà không phí là như thế nào không ạ? Xin mời cô Hải Bình ạ. Một trong những niềm đau khi mà nhìn vào bảng báo cáo tài chính là cái cột thu nhập á, thì nó chỉ có một hai dòng thôi các quý quý thầy cô ạ. Nhưng mà cái cột chi phí nó cứ dài như thế này. Thì đấy là những cái niềm đau rất là lớn của không ít người ạ, của không ít trong chúng ta. Bản thân mình các quý thầy cô ạ cũng là có những cái lúc là như vậy, lũng mù mờ về tài chính cá nhân và cứ nghĩ rằng là mình cứ tiêu, và thực sự những khoản chi rất phí. Vậy khi mà làm báo cáo tài chính cá nhân thì mình đã giảm được các khoản chi phí đó mà chỉ còn những khoản chi mà không phí thôi các quý thầy cô ạ. Sau khi mà chỉ có đặt bút ghi xuống thì chúng ta mới giật mình ra, ồ, tại sao chúng ta lại làm những cái điều ngu xuẩn như thế này khi chúng ta có thể làm những điều tốt hơn nữa. Chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Trộm vía thì mình cũng có những cái dòng thu nhập khác, nhưng câu chuyện là cái chi phí của mình nó luôn luôn dài các quý thầy cô ạ, mà trong đó rất là nhiều những khoản chi rất phí. Thì khi được trang bị những cái kiến thức về tài chính cá nhân và tư duy về chuẩn chỉnh như thế thì mình bắt đầu mình điều chỉnh lại cuộc sống của mình trong những năm trước, và thực sự có những cái sự chuyển biến rất là rõ rệt. Mình có thể chưa tốt, mình sẽ thể tốt hơn. Mình có thể tốt rồi, mình còn thể tốt hơn nữa. Và đó là lý do tại sao mà đối với tất cả mọi người khi mà tham gia những cái buổi chia sẻ hay những lớp học hay là những khóa học về tư duy tài chính của mình hay của mình thì luôn luôn khuyến khích mọi người. Và đấy là một cái điều bắt buộc là phải làm về báo cáo tài chính cá nhân. Có một bức tranh lớn, các quý thầy cô có nhìn vào bức tranh đó thì mới thấy được rằng cái tình trạng nó như thế nào. Chứ cứ nghĩ trong đầu, bức tranh ở trong đầu khác hoàn toàn bức tranh ghi trên giấy. Ở đây nếu mà thậm chí không có máy tính hay thậm chí không làm ở trên điện thoại, có thể ghi sổ ạ. Kẻ Excel, kẻ sổ hàng tháng ra không ghi những cái thông tin này. Điều quan trọng là gì? Điều chung quan trọng là chúng ta phải đối diện với thực trạng. Chứ không phải là máy móc hay là điện thoại sẽ giúp đỡ chúng ta. Không có. Chúng ta phải đối diện với thực trạng. Và đấy là những điều mà mình muốn chia sẻ, là chúng ta phải đặt bút xuống, chúng ta phải làm và chúng ta phải cam kết. Thì chúng ta sẽ cải thiện được. Mình cải thiện được, các quý thầy cô chắc chắn cải thiện được. Đấy là những điều mà muốn chia sẻ thêm ạ. À. Cảm ơn các thầy quý thầy cô. Cảm ơn cô Hải Bình. Thực sự là cũng chia sẻ thật với cả các quý thầy cô, cái lần đầu tiên mình làm cái bản báo cáo tài chính này, cái cảm xúc nó lẫn lộn, nó nặng nề vô cùng. Tức là nó là một cái sự tổng hợp của rất là nhiều thứ. Tức là lúc trước mình cũng nghĩ mình cũng không đến nỗi nào, nhưng đến lúc mà mình nhìn vào bản báo cáo tài chính mình mới ngộ ra rằng trời ơi, đúng là có những cái khoản mình chi tiêu quá là chi phí, hay là giống như thầy Thái đang nói là cái thực trạng ngày hôm nay các quý thầy cô thấy là cái phần lạm phát đang móc túi chúng ta rất là nhiều. Cái phần đấy nếu mà chúng ta theo dõi từ tháng 3 cho đến tháng 4 cho đến tháng 5 thì chắc chắn là mình nhìn thấy mỗi ngày. Đơn giản là với hôm thứ năm vừa rồi, đúng không ạ? Các quý thầy cô đều theo dõi thì sao nó tăng 3.000 một lít, tăng cao chưa từng thấy. Có nghĩa là lúc trước ví dụ như là một cái xe Honda mà mình đang đi đi, mình lấy ví dụ cái xe Honda mình đang đi là xe lít đi, một lần trước mình đổ đầy bình có 60 thậm chí 65 ngàn là đầy bình rồi, bây giờ phải đúng 100 ngàn gọi là mới mới lên được cái chữ F ấy.
Nhưng mà đi một chút xíu lại thấy hết, lại lại quay trở lại đổ xăng, thì đấy là những cái mà cực kỳ là đơn giản và đời thường ấy, mình đang đang đối mặt với hàng ngày. Chứ nó không phải là một cái gì to tát ở đâu xa đâu ạ. Thì quay trở lại, mình cứ điền hết tất cả những cái khoản thu nhập này, điền tất cả các khoản chi phí, đừng để trong đầu có quý thầy cô ạ. Cho dù ít cho dù nhiều cứ ghi ra, mình ngồi mình nhìn ngắm, bắt đầu mình mới tư duy. Và nếu như là các quý thầy cô nào mà đã theo dõi cái chuỗi chương trình này ngay từ những cái buổi đầu tiên ấy, ngay từ lúc đầu chúng tôi cũng luôn luôn nói về một cái công thức ABC, đấy chính là nhận thức trước khi thay đổi. Thì cái bảng này ấy cũng cũng với một cái mục tiêu, đó là chúng ta phải nhận thức đó, nhận thức cái tình trạng tài chính hiện tại của chúng ta đấy. Chúng ta khoan nói gì với nhau là về những cái to lớn gì 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 tiếp theo, nhưng mà trước mắt ấy, mình phải biết là mình đang ở tình trạng như thế nào, mình đang khỏe hay là mình đang yếu, thậm chí mình chưa dư hay là dư chút chút rồi, thì dư rồi thì bắt đầu phải làm cái gì với cái số dư đấy, hay là làm sao để tăng cái số dư đấy lên. Còn nếu mà như những cái gì mà quý thầy cô đang rất là thành tâm chia sẻ ở đây, là rất là nhiều người đang ở trong tình trạng báo động như vậy, cần phải làm gì, liệu nó sau cái buổi này nó có là một cái lực đẩy, nó là một cái lực ủn, giống như là ủn mông, chúng ta cần phải hành động nhiều hơn nữa không, nhanh hơn nữa không? Những cái gì mà chúng ta đã học ở trong SE thì chúng ta cần phải áp dụng ra thực tế ngay và luôn nhiều hơn, chỉ bởi vì chỉ có hành động mới tạo ra kết quả. Nó là cả một cái chuỗi chương trình đều có cái sự gắn kết với nhau ạ. Chắc chắn rằng là khi mà thầy Thái cùng với cả chúng tôi ở đây cùng bên đồng hành với các quý thầy cô cũng đều có một cái mong muốn là mình phải làm một cái điều gì đó để thay đổi cái tình trạng hiện tại. Như cô mình có nói đấy ạ, nếu mà đã tốt rồi thì còn có thể tốt hơn nữa. Còn nếu mà mình đang nhận thức ra mình chưa tốt thì điều đó có nghĩa là mình cần phải hành động, và hành động massive action, đúng không ạ? Hành động quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hành động thật là nhiều. Dạ. Cảm ơn các quý thầy cô. Đúng rồi ạ, nhận thức trước khi thay đổi, và lợi ích của bài tập này lớn không ngờ luôn ạ. Cảm ơn quý thầy cô. Ai đã từng ghi thu chép thì sẽ rất thấm. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Thực sự là như vậy. Đôi khi chúng ta cần phải giống như là dũng cảm đấy ạ. Dũng cảm đối mặt với ai? Dũng cảm đối mặt với chính mình, đối mặt với tình trạng tài chính của bản thân, đối mặt với cả tình trạng tài chính của gia đình. Để từ đó khi mà có gia đình rồi thì chúng ta sẽ ngồi cùng với cả đối tác hôn nhân của mình sẽ tìm giải pháp. Tại vì là sẽ có, bây giờ là có một đội mà, hôm trước chúng ta đã nói có cả một đội bóng, có cả đầu cầu thủ, có cả thủ môn, thì chúng ta cùng với nhau để mà hợp tác. Còn nếu như là bạn nào mà chưa có gia đình thì cũng cũng làm những cái để cho bản thân mình chuẩn bị để bước vào một cái bản thân mình cũng cải thiện cái bản báo cáo tài chính cá mình cá nhân của mình trước trước khi mà chúng ta cùng hợp tác với ai đó. Cảm ơn cô, chính là niềm đau khi thu trống và chi cả bảng dài, đúng rồi ạ. Và cái điều đấy là cái thực tế hiện nay, thì các gia đình hoặc là cá nhân của mỗi người thì cái bảng chi tiêu nó cứ dài ra, nếu như chúng ta không không dừng lại, không ngắm nghía cái bảng đấy để mà làm sao mà nối dài cái phần thu ra. Cảm ơn các quý thầy cô rất là nhiều đã hưởng ứng. Đến cái phần này thì không biết các quý thầy cô còn có thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Thì mình cứ đặt câu hỏi đi. Mình phải hiểu rất là rõ những cái phần này thì mình đi thêm sang những cái phần khác thì nó sẽ giúp cho các quý thầy cô hiểu sâu hơn đấy ạ. Và chúng ta cùng thực hành nhé. Cùng cam kết với cả chị Hải Bình với cả Minh là mình cùng làm cái phần này. À đây, các cô chấp nhận mọi người vào nhóm đi ạ. Dạ vâng ạ. Chắc chắn là sau cái buổi Zoom này thì mình sẽ giải bình với mình sẽ chấp nhận, nhưng mà trong cái phần thể này bây giờ mình sẽ hiện diện ở đây với nhau đi ạ, để mình lĩnh hội với nhau, mình trao đổi với nhau trước, rồi chắc chắn là trong cái nhóm Zalo đấy mình sẽ trả lời, hoặc là nếu mà có quý thầy cô nào có cần inbox riêng thì lúc đấy chúng ta sẽ cùng giải quyết. Nhưng mà bây giờ mình dành thời gian với nhau hiện diện ở đây trước đi ạ. Có bất cứ một cái phần câu hỏi gì chúng ta về cái phần thu nhập với các phần chi phí. Ở đây khoan nói về cái chuyện làm thế nào tăng và làm thế nào giảm chi phí đấy nhé. Trước mắt là các quý thầy cô đã rõ về cái cách mình ghi vào cái bảng đấy chưa ạ? Dạ, ở đây thì có bạn Lê Dung có chia sẻ, em ghi được 1 năm rồi, sau đó tổng kết từng tháng và nước mắt cứ tự rơi. Chúc mừng Lê Dung, ít ra là mình giống như là mình cũng đã nhận thức và mình đang
dũng cảm đối mặt với cả bản thân. Đó sẽ là cái động lực, đúng không ạ? Mình sẽ có những cái cách để mà mình vượt qua cái thời điểm hiện tại. Đôi khi có một số người đấy là cái phần hướng tới, mình hướng tới những cái mục tiêu lớn hơn. Cũng có những cái người là mình phải tránh xa những cái nỗi đau, có thể là mình không muốn duy trì tiếp tục những cái phần tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục cái tình trạng này nữa. Và đây chính là những cái điều mà khi mà mình chia sẻ với cái nhóm các cô giáo sư phạm của cô Thanh Mai đấy ạ, mình cũng biết rằng là cũng nhờ cái phần phần ghi chép này này thôi mà đã có rất là nhiều các cô giáo thực sự là đối mặt thật thực tế với cái hiện tại của mình, dũng cảm nhìn nhận và đã có những cái hành động bứt phá quyết liệt. Thành ra là chúc mừng là cô Lê Dung, cũng giống như là rất là nhiều các thầy cô ở trong này ạ. Các thầy cô cứ yên tâm ạ. Cũng giống như chị Hải Bình với cả Minh, cái thời điểm mà được chạm vào cái bản báo cáo tài chính này, cái cảm xúc là khá là giống nhau đấy ạ. Tức là đôi khi mình cũng phải dũng cảm để mà mình đối mặt với chuyện đấy, nhưng mà từ đấy thì mình mới có cái sự mạnh mẽ bứt phá đấy ạ. Dạ, thì không biết là đến đây cô Mai có muốn chia sẻ lại một vài những cái cảm xúc hay là trải nghiệm khi mà các cô đã có cái khoảng thời gian trải qua như thế này rồi không ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn cô Hải Bình và cô Bình Minh với cái việc là giới thiệu một cái bản báo cáo tài chính cá nhân rất là chi tiết ạ. Vâng, và thực sự là biết ơn các thầy cô, chúng ta đã đón nhận rất là tích cực. Và như cô Minh đã chia sẻ là khi mà cô Minh đến trường, đến khoa của chúng em để chia sẻ về cái bản báo cáo này và sau đó cô hướng dẫn cho mọi người có thể thực hành, thì giống như rất là nhiều các thầy cô, giống như là cô Minh đã chia sẻ đó ạ. Thực sự là lúc đầu ấy thì chúng em tiếp nhận nó, chúng em cũng có những cái suy nghĩ giống như ban đầu mà cô Minh nói rằng là ở nó cũng chỉ là một cái bản ghi chép. Có những bạn thì bạn ấy làm về kế toán rồi thì bạn ấy rất là thành thạo rồi, còn đa phần thì các thầy cô sẽ chỉ là ghi lại những cái chi tiêu hàng tháng, chứ không phải là một cái cách nhìn để cho chúng ta có thể là chúng ta đánh giá một cách thực tế về cái tình trạng tài chính của chúng ta, để từ đó nó làm thay đổi nhận thức của chúng ta về cái vấn đề của chúng ta, và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái giải pháp để chúng ta có thể tháo gỡ cái vấn đề đó. Như thầy Thái đã nhắc chúng ta rất là nhiều về cái việc là chúng ta cần phải có những cái khoảng thời gian trong ngày để chúng ta lắng lại, để chúng ta ngồi lại, chúng ta suy ngẫm, chúng ta hướng về bên trong để chúng ta nhận thức rõ về bản thân chúng ta. Vâng, và những cái giây phút đó nó rất là quan trọng, đặc biệt là trong một cái cuộc sống, mà trong một cái xã hội mà nó đang vô cùng là nhanh như thế này. Vâng, thì nhiều khi chúng ta bị cái nhanh đó chúng ta cuốn và chúng ta cứ theo, giống như là chúng ta cũng cứ là đi làm để chúng ta kiếm tiền, rồi chúng ta dùng cái tiền đó để chúng ta chi tiêu những cái khoản hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không dành một cái khoảng thời gian, có thể chỉ ngắn ngủi thôi. Tôi nghĩ rằng là mỗi ngày có thể chúng ta chỉ dành một chút thời gian thôi. Vâng, nhưng mà nó lại cực kỳ có ý nghĩa để giúp cho chúng ta nhận thức về bản thân mình. Vâng, thì chia sẻ với cả các thầy cô rằng thực sự là cái bản báo cáo tài chính cá nhân này nó rất là có ý nghĩa và nó đã làm thay đổi cái tư duy của chúng em rất là nhiều. Khi mà được tiếp cận thì nó có nhiều cái cảm xúc lẫn lộn lắm. Giống như là đặt ra cái câu hỏi hoặc là tự hỏi mình là ủa tại sao mà mình lại chi tiêu vào những cái khoản này khoản kia. Có những cô giáo nói rằng là ồ em chỉ chi tiêu những cái trước mắt thôi mà em không nghĩ đến là những cái lâu dài, hoặc là em thấy kiếm thì khó quá mà sao chi thì lại dễ như thế mà chi lại nhanh như thế. Vâng, ở đây như thầy Thái nói rằng là chúng ta đang có rất là nhiều cái sự móc túi, chúng ta bị móc túi dưới những cái dạng khác nhau. Vậy thì ít nhất là chúng ta hãy tỉnh ngộ lại, bởi vì thực sự rằng trong cái vấn đề chi tiêu này thì đúng là có những cái khoản mà chúng ta không thể không chi, nhưng cũng có những cái khoản mà chính chúng ta là người tự móc túi bản thân chúng ta. Vâng, cảm ơn các hai cô. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Câu chuyện của việc móc túi sẽ là rất là nhiều những đề tài có thể chia sẻ với các quý thầy cô sau này. Và khi chúng ta nhận thức được điều đó thì chúng ta đau lắm, thực sự chúng ta rất là đau. Và ở đây có thể các quý thầy cô chưa đau bằng thầy Thái hay bằng cô Mai hay bằng Bình với Minh ở đây. Nhưng chúng ta đang đối diện với một cái việc gọi là bần cùng hóa một cách tự nguyện. Và câu chuyện này chắc sẽ phải có thời gian để hầu chuyện quý thầy cô còn rất là nhiều. Nhưng hôm nay chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta phải có một bức tranh tổng thể về tài chính của cá nhân của chúng ta như thế nào. Thì
tài chính, để có một báo cáo tài chính cá nhân thì có bốn phần lớn mà các quý thầy cô cần quan tâm. Thứ nhất là thu nhập, thứ hai là chi phí, thứ ba là tài sản và thứ tư là nợ và các khoản phải trả. Khi quý thầy cô nắm vững được bốn cái điều này trong cuộc sống của quý thầy cô, chắc chắn rằng tình trạng của quý thầy cô sẽ còn lên một bước cao, một tầm cao mới. Tất nhiên không thể nhảy vọt, không ai có thể là một em bé có thể đứng đi để ngày mai để có thể đi xe máy. Đó, thì tài chính của chúng ta cũng vậy ạ, tài chính của chúng ta cũng vậy. Và hôm nay thì tại vì cái thời lượng của chương trình của chúng ta chỉ có hạn thôi, nên là Bình với Minh mới có thể giới thiệu với quý thầy cô hai phần đầu của báo cáo tài chính cá nhân. Nhưng còn hai phần sau nữa thì khi các quý thầy cô có được cái bản báo cáo tài chính cá nhân này, quý thầy cô cứ về cứ làm đi ạ, cứ trải nghiệm đi ạ, và chắc chắn sẽ có rất là nhiều câu hỏi để chúng ta gặp lại nhau vào trong buổi ngày hôm sau. Nhưng vấn đề là gì, các quý thầy cô cứ trải nghiệm, cứ làm, và nếu có câu hỏi gì vui lòng ghi lại, chúng ta sẽ gặp lại và sẽ có giải đáp. Hai phần sau cũng là hai vấn đề đau lòng của chúng ta nếu chúng ta không nhìn nhận thực chất của vấn đề này. Thì đấy là những điều mà mình muốn chia sẻ thêm sau khi cô Mai nói là báo cáo tài chính cá nhân nó quan trọng như thế nào. Mình không phải, đây không phải là một cái gì đó nó xa vời, và đây cũng không phải là cái gì nó có hoặc quá hàn lâm. Bình với Minh đã làm cái báo cáo tài chính cá nhân này rất là hiện thực, gần gũi với đời sống của tất cả mọi người, với đời sống của các quý thầy cô. Và chỉ mong rằng là với một niềm kiên nhẫn, với một cái sự thức tỉnh, với một cái sự nhận thức về tình hình tài chính của mình có thể được tốt hơn, thì các quý thầy cô bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta cùng thay đổi nhé. Đấy là mình bổ sung thêm về cái vấn đề về báo cáo tài chính. Nghe báo cáo tài chính cá nhân thì nghe nó có vẻ ấy quá, nghe có vẻ là không có phù hợp lý. Nhưng mà thực sự thưa với quý thầy cô là mình cũng đang đi tìm những cái từ rất đơn giản, nhưng mà không thể tìm được hơn, đơn giản hơn. Thôi thì chúng ta cứ coi như là tập nói một ngôn ngữ mới. Và hôm nay này là từ điển của một cái từ mới thôi ạ. Và quen thôi, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ quen ạ. Vậy ạ, cảm ơn thầy quý thầy cô. Dạ, cảm ơn cô Hải Bình. Rất là đồng ý với cô Hải Bình như thế này. Bây giờ các quý thầy cô giúp đồng hành cùng với cả cô Hải Bình với cả Minh nhé. Tức là các quý thầy cô về cái phần thu nhập, cái phần chi phí thì khá là rõ rồi ạ. Không thấy các quý thầy cô có hỏi thì bây giờ về các quý thầy cô làm trong một tuần tới, trước khi mà cái buổi thứ hai đợt tới chúng ta gặp nhau ấy, quý thầy cô ghi chép coi như là liệt kê chi tiết lại những cái phần thu nhập với cả cái phần chi phí, rồi còn cái phần tài sản với cả cái phần nợ và các khoản phải trả đấy. Mình chưa có nói sâu nhưng mà các quý thầy cô có tất cả các hạng mục ở trên đấy rồi. Các quý thầy cô cứ làm đi ạ, cứ trải nghiệm đi ạ. Khi mà trải nghiệm rồi bắt đầu có cái thắc mắc gì thì mình ghi nhận ra bên cạnh. Xong là đến buổi thứ hai tuần sau ấy, mình thấy có những cái câu hỏi mà phần lớn các quý thầy cô đều quan tâm thì mình sẽ mang những cái câu hỏi đấy mình lên mình cùng chia sẻ. Để khi mà các quý thầy cô tự làm, tự trải nghiệm, tự dành cái khoảng thời gian mà tĩnh lặng dành riêng cho mình đấy, thì mình sẽ ngắm nghía. Tại vì mỗi người là một cái phần khác nhau, mỗi người là một cái bản tài chính khác nhau, và ở đang trong những cái bối cảnh khác nhau, thì chị Hải Bình với cả mình cũng muốn là mang lại những cái phần giải đáp để làm sao mà các quý thầy cô có thể tiến nhanh hơn trên cái phần mà mình nắm được cái bảng báo cáo tài chính này, và mình tự khám cho mình, rồi mình tự khám cho gia đình mình, rồi sau đó là các quý thầy cô thấy những cái người xung quanh mình ai cũng thấy cần phải cải thiện thì mình cứ chia sẻ. Tại vì đây là cái mà mình đang mang lại giá trị đấy ạ. Và khi mà các quý thầy cô cũng sẽ thấy là mọi người sẽ cải thiện được cái vấn đề tài chính, thì mọi người xung quanh mình cũng thịnh vượng hơn, bản thân mình cũng sẽ thịnh vượng hơn, và mình sẽ ở trong một cái cộng đồng rất là thoải mái và có kiến thức hơn về tài chính. Mình sẽ tự tin hơn ạ. Và mình cũng dùng quen dần những cái ngôn từ đấy. Các quý thầy cô có thể nghĩ ra rất là nhiều những cái cách để làm sao mà nhớ được. Ví dụ như là mình cứ nói nó khô, rất là khô cứng, nhưng mà đấy thì bây giờ thay vì chi thì làm sao để chi mà không phí, rồi thu nhập thì làm như thế nào, hoặc là bất cứ những cái cách nào để mình cảm thấy rằng là cái bản báo cáo tài chính này nó rất gần gũi. Và đấy là nó chính là những cái cuộc sống hàng ngày, là cái cuộc sống thật mà chúng ta đang trải nghiệm đấy ạ, chứ nó không phải là những cái lý thuyết gì đấy cao xa rời mà ở đâu đó trong sách rất là khô cứng mà chúng ta không hiểu. Thì không biết là đến cái phần này các quý thầy cô có câu hỏi gì, quý thầy cô có thể chat. À, ở đây có cô Ngọc Nguyễn. Vâng. Dạ.
Vâng, xin mời cô Ngọc Nguyễn ạ. Vâng, cô Ngọc Nguyễn đã chia sẻ phần trên là cô Ngọc Nguyễn cảm thấy rất là thấm, và nếu cô Ngọc Nguyễn khi mà sử dụng cái báo cáo tài chính cá nhân này thì cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Thì cô Ngọc có thể chia sẻ một chút về cái tuyệt vời mà cô đã thu nhận được không ạ? Dạ, kính thưa thầy Thái ạ, kính thưa cô Mai, kính thưa cô Bình, cô Minh, rất là biết ơn thầy Thái, biết ơn các cô đã có những cái buổi chia sẻ về tay hòm chìa khóa, và đặc biệt là cái buổi mà nói về cái bảng báo cáo tài chính cá nhân. Đúng như là cô nói á, thì nếu mình nghe chữ báo cáo tài chính á, nghe nó nặng nề, và bản thân cô Ngọc là cái người hồi xưa đi học là rút toán mà nghe báo cáo tài chính sợ lắm, rồi sau này khi làm công ty mà nghe báo cáo tài chính cũng sợ luôn, hàng tháng phải làm thì rất là sợ. Nhưng mà thật ra cái báo cáo tài chính này của Ngọc chia sẻ và cái kinh nghiệm bản thân như thế này, cô Ngọc tại sao có cái bản 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 hồi xưa cô Ngọc gọi là ghi chép thu chi thôi chứ không gọi là báo cáo tài chính. Và cái thời của cô Ngọc, cái thời mà hai mấy 30 tuổi, cái thời đấy thì chưa có Excel, chưa biết xài Excel, mà có cái phần trong vi tính gọi là Bluetooth á, để biết xài cái đấy thôi. Dạ. Và cũng chưa biết sử dụng cái đó cho cái tài chính của mình, nhưng mà ghi chép bằng sổ trăm trang á, thì cứ tự mình sáng tác rồi kẻ ô ra. Cô Ngọc ngược lại một tí, là trở lại một tí, tại sao mà có cái bản cô Ngọc tự ghi chép. Hồi xưa cô Ngọc không được diễm phúc như các bạn bây giờ ngồi học như thế này đâu. Nhưng mà tại vì có những lúc, có những tháng, có những tuần cô Ngọc thấy tiền mình như bị mất đi, không biết chi tiêu vào đâu. Không hiểu tại sao mà tiền lúc đấy kiếm thì rất là khó, nhất là hồi mới giải phóng xong thì tiền bạc nó rất là căng thẳng. Thế thì tại sao mà không biết là cứ như là rút tờ 100 nó chẳng hạn, thì xong rồi nó đâu mất đấy, không biết đâu mất, mà nay mình ăn cái gì đó cũng bình thường mà lại mất hết 100, ví dụ như thế. Thì sau này cũng là phải ghi ra, tại vì tiền là mình tự thu tự chi, và nếu nó hụt ra thì cuối tháng không có tiền đóng tiền học được đủ thứ, không biết kiếm ở đâu ra, thì cũng là phải ghi. Và khi ghi ra như thế thì nó có những cái điều bất ngờ, là khi mình nhìn lại thì đúng như cô nói là cái khoản thu của mình thì nó cố định, nó ít thôi. Hồi xưa làm gì có những khoản thu khác cố định, chỉ một dòng hoặc hai dòng thôi, nhưng mà cái chi thì vô cùng chi tiết. Và mình ghi chép á, nó chưa quen á, thì luôn luôn bỏ sót những cái khoản nho nhỏ, thì mình nghĩ nó bình thường quá, mình không có ghi. Và cái sau đó cô Ngọc phải để tiền vào một cái bì thư, để tiền vào cái bì thư của Ngọc chi. Và khi lãnh lương ra, cô Ngọc nhắm nhắm từng khoản, bởi vì rút kinh nghiệm của cái bản thu chi rồi. Từng khoản thì là hồi xưa là lấy cái kẹp mà kẹp giấy văn phòng ấy, cô Ngọc cứ kẹp từng khoản, ví dụ tiền này tiền điện, tiền này tiền nước này, tiền này tiền gì gì này, cứ kiểu phải làm như thế để mà mới thu chi trong gia đình mới đủ. Thì lỡ mà mình có phải rút cái tiền gì trong cái kẹp ra, nó vướng cái kẹp á, mình phải giật mình dậy, mình ghi cái giấy nhỏ đấy rồi, à không được lấy cái này ra, mà tự nhiên là thấy thấy cái này ngon, hay là cái áo đẹp mình mua. Hồi xưa thật ra cũng không dám đi mua những áo đẹp để mặc đâu, nhưng mà đúng là cũng có những cái khoản như thế này. Thí dụ như là hồi xưa thì chưa giảm giá hay khuyến mãi, nhưng mà kiểu như là mình đi làm về xong rồi có những cái khoản chỗ mà nó bán đồ cho công nhân ấy, để rẻ đó, thế mình cũng mê mê thèm thèm, thế là mình mua một cái, là thật ra nó cũng nhu cầu cũng cần chứ không phải không cần, nhưng mà cũng chưa đến nỗi cần thiết lắm so với cái tiền của mình á, thì nó có thể là không mua cũng được. Thế thì cô Ngọc ghi chép thời gian, cô Ngọc thu chi nó có giới hạn, và đỡ bị cái khoản là mất tiền mà cuối tháng hụt. Tại vì thường thường công nhân ấy, thời cô Ngọc làm công nhân ấy, thì cứ đến độ khoảng một tuần nữa cuối tháng ấy, là bắt đầu đi ăn mì gói này, là bắt đầu cũng không có tiền tiêu này. Cái kiểu ngày xưa là bố mẹ cứ dạy là ổn định đấy, cứ ổn định là được rồi, đi làm công nhân là ổn định rồi đấy, thì thu nhập ổn định thôi, ổn định, nhưng thu chi nó đâu có ổn định, chi nó không ổn định, không ổn định, thành ra là nó bị khoản đấy. Và cô Ngọc có một kinh nghiệm nữa là khi cô Ngọc chia sẻ, dùng ngày xưa dùng cái từ là bắt đấy, cái cô em mà ngoài Bắc vào mà ở với trong nhà cô Ngọc á, làm như thế, thì cô Ngọc giao tiền trợ cho cô này và cô Ngọc bảo ghi chép ra như thế, thì lúc đầu á, thì cũng có thể do cái cách của mình lúc đấy chưa khéo nữa, thì cô hơi tự ái, bảo là giống như là chị không tin em hay chị kiểm soát em nọ kia, mà chị đi chợ mà chị phải ghi chép ra như thế. Thì cô Ngọc bảo em cứ tập đi, em cứ tập đi, em sẽ thấy là nhiều khi, tại vì có thời gian nó giống như là đưa tiền mà cứ thấy hết mà không biết đi đâu. Thì khi ghi chép như thế thì kinh nghiệm chúng ta khi thu á, là các bạn ơi, khi chi á, là luôn luôn có những khoản mình cứ chê là nó nhỏ mình không ghi nhá, phải cẩn thận. Cô em Ngọc là những cái hành lá, hành hành ớt là nó không ghi. Hành ớt không ghi thì em phải bù. Em không ghi thì em phải bù, tại vì chị giao cho em 100 mà em chia 70 thì chị cứ đưa 70 và em phải trả lại chị 30. Thế thôi.
còn nếu thiếu 3.000 thì em cứ bỏ 3.000 ra. Đấy là cái cách mà cô Ngọc làm cho nó sẽ ghi cho ghi thế, và nói chung kể ra thì nó dài nhưng mà sau này nó hiểu rồi, sau này nó hiểu cái cách, nó thấy là đúng rồi. Thì chính cô em là cái người mà bây giờ hai vợ chồng làm công nhân, và hai vợ chồng đã biết ứng dụng cái cách này và biết cách tần tiện tiền, hai vợ chồng đều làm công nhân mà bây giờ xây được nhà. Wow, đây là nhà nhà cấp 4 thôi, và xây trên cái nền nhà của bố mẹ chồng cho. Cái đất dĩ nhiên là phải có một cái bối cảnh, một cái tạo cơ hội đấy, nhưng mà xây nhà thì cũng không có đủ tiền đâu, cũng phải mượn. Nhưng mà trong cái tiền mượn đó là cái khoản nợ phải trả đấy mà cô Bình vừa nói đó, thì khoản nợ phải trả đấy thì em nó sẽ ghi ra. Lúc hồi xưa là chơi hụi đấy, chơi hụi thì phải đóng hụi bao nhiêu thì ghi hết ra. Và trong gia đình cô Ngọc thì hai em này là khó khăn nhất, là công nhân là thấp nhất, các bạn khác thì làm tự do hơn, rồi làm công nhân của cái hãng đại gia hơn, nhưng mà làm nhiều thì xài nhiều, không có ghi chép, thành ra cuối tháng có khi vẫn thiếu đấy. Mà hai cô này thì vẫn xây được một cái nhà nhỏ, và bây giờ cho tới bây giờ thu chi vẫn là cơ bản, rất là cơ bản. Vì và đấy là một cái kinh nghiệm. Và khi cô Ngọc làm cái điều này với con dâu, cô Ngọc cũng bị phản ứng, bởi vì con dâu nó sẽ thắc mắc là mẹ chồng lại quản lý con. Thế thì cô Ngọc cứ lặng thinh, khi cô ngày cô Ngọc biết biết hơn là cái hồi mà giao cho cô em rồi, thành ra cô Ngọc nói nhẹ nhàng thôi, bảo con ghi mẹ không có coi đâu, mẹ không xem đâu, bây giờ hàng tháng con thu chi thì con cứ ghi để con biết thôi, để con kiểm soát được con thu chi như thế nào. Nhưng mà thật ra lúc đầu có đâu có nghe, vậy lười nó thật, nó ghi chép cũng lười thật. Dạ. Lúc đầu cũng lười lắm, ghi xong cứ thiếu, xong cứ phải bù tiền vào ấy, xong cứ tập mãi mới thành thói quen ấy. Không dễ mà ghi chép đâu, không dễ đâu ạ. Các bạn khi thực hành các bạn sẽ thấy là mình ghi một hai ngày thì được, chứ mỗi ngày nào cũng ghi là khó chịu lắm. Chính ngày xưa cô Ngọc giữ quỹ công đoàn mà cô Ngọc không ghi là cô Ngọc bù tiền á, khoản tiền mà thu chi cho bồi dưỡng tài xế hay bồi dưỡng văn nghệ thì cô Ngọc đâu có ghi đâu, là vì bỏ tiền thôi. Thì cô Ngọc trở lại cái là thì sau này á thì có những cái thế này mà sau này con của Ngọc nó mới chịu ghi nè. Tức là nhà cô Ngọc làm ít tiền nhất, lương công nhân là 3 cọc 3 đồng nhất. Nhưng mà khi mà nó đến gần cuối tháng á, thì luôn luôn có những cái câu là mẹ ơi cho con mượn tiền đổ xăng, nay con hết tiền rồi. Và luôn luôn ai mượn tiền trong nhà cô Ngọc mà hết cứ nói mượn tiền là đi kiếm cô Ngọc. Bởi vì nó được 100 không nhiều, cô Ngọc không có nhiều đâu mà cho. Nhưng mà cô Ngọc có những cái khoản như nãy cô Ngọc nói đó, nó kẹp vào trong cái tờ giấy đấy rồi. Để cuối tháng đóng tiền học cho cháu này, hay là để chi tiền điện này, hay là để cái tiền gì đấy, thì cô Ngọc không rút ra nữa. Thì cô Ngọc lấy cái đó cho mượn, chứ Ngọc đâu có dư. Thì khi rút ra cô Ngọc mới nói, đấy, nhờ cái những cái tiền này và những cái khoản thu chi là mẹ vẫn còn cái 50 này ở đây, mẹ vẫn còn tờ 100 ở đây, thì tụi con mới có mà mượn. Mà nó cứ dài dài như vậy hoài, thì nó cứ mượn 50 đổ xăng, 100 đổ xăng. Ô nay chết rồi, nay con kẹt chết rồi, nay phải đóng tiền này cho cô mà con hết tiền. Thí dụ như thế, mà tiền nó làm lương cao hơn Ngọc nhiều. Đó, thành ra là đây là một cái kinh nghiệm. Và sau này chính kinh nghiệm như thế thì nó mới chịu ghi chép thu chi. Thành ra cô Ngọc nói là một cái kinh nghiệm. Một cái kinh nghiệm nữa khi cô Ngọc chia sẻ gọi là kỹ năng quản lý tài chính này nè, cũng nhỏ nhỏ thôi chứ chưa được sâu sắc như là của hai cô. Thì với những em mà gọi là mới lập nghiệp, mới được học nghề ở những cái chương trình, những cái dự án xã hội đó cô Mai, dạ, với các cô, thì các em đó thì đang học nghề mà làm gì có thu. Làm gì có thu thì em mới hỏi cô Ngọc là thế bây giờ con đâu có cái thu là cái gì cô? Bảo nó làm cái mẫu ngay trong lớp và con làm thực hành ngay cho cô. Thì thu không có, thế cô Ngọc bảo thu là không phải cứ phải làm ra tiền mới là thu. Thế giờ hàng tháng bố mẹ chu cấp cho con đúng không? Rồi, chu cấp cho con là 1 triệu, 2 triệu. Trên này để con lên con thuê nhà này, con đi học nghề, con vân vân các thứ. Rồi, con cứ ghi hết vào đấy. Thế còn một cái khoản thu nữa là thu bất thường, thu không thường xuyên nữa. Là con đi làm thêm á. Ví dụ như là chiều về xong mới đi quán cà phê các thứ, rồi bưng nước các thứ để kiếm được thêm một ngày mấy trăm hay là bao nhiêu đấy, ghi vào, ghi hết vào cho cô Ngọc. Kể cả tiền mượn hàng tháng cũng hay mượn ai, cứ đến cuối tháng còn phải mượn tiền ai, còn ghi vào đấy luôn. Thế thì khi các em nó ghi liệt kê ra thì nó cũng không ngờ là à mình có những cái khoản thu này, tại vì nó cũng không nhớ luôn. Và chi ra thì nó mới thấy là à tự nhiên khi không người đi ngang chỗ này có tự nhiên mua cây son. À, mình đã có 2 cây son rồi thì mua thêm cây son nữa. Và như thầy Thái nói là phụ nữ chúng mình làm cả một tủ quần áo. Thật nói công nhân nghèo nhưng mà vẫn có tủ quần áo. Quần áo không sang thôi, không hàng hiệu thôi. Dạ, thầy cười phải không ạ? Dạ, thầy hay trêu em mình là phân xón đó. Thế nào cái hộp phân xón thế nào cũng phải nhiều. Vài ba cây son, vài ba hộp phấn mặc dù mình đâu có xài hết. Bây giờ ai thức không tin cứ mở cái hộp tủ mình ra xem.
có những cái mà mình mua những cái mình thích nhưng mà không phải những cái mình cần. Thì đấy là những cái câu 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 gọi là slogan mà cô Ngọc ghi trong những cái bản tiêu chí cho các em mà gọi là đường phố này, rồi các em học kỹ năng này kia nọ mà nó chưa biết quản lý tiêu chí thì suốt đời nó cứ đi mượn. Và cô Ngọc nói, cô Ngọc vẽ cái hình đó là đừng có để nợ tiền nó dí mình. Tiền nó phải chảy vào mình chứ lại tiền nó cứ dí mình chạy, và cái người mà để tiền nó dí mình chạy thì chắc chắn stress là cái chắc, và sống không thể nào hạnh phúc bình an được. Và cứ đến cuối gần gần cuối tháng là tụi con lo sợ, nào là người ta đòi tiền, nào là hết tiền, là đi ăn mì gói này, rồi bồi dưỡng dinh dưỡng không có này, rồi cái tiền tự nhiên không cái hứng lên, cái này đi sinh nhật này thì mua cái nọ mua cái kia, xong rồi ăn bánh tráng trộn, ăn những cái gì gì mà không đáng cần phải ăn mà lại tốn tiền, mà lại ăn cái hàng mất vệ sinh của người vân vân. Thì phải dạy, phải nói từng cái chi tiết rất nhỏ như thế, đừng coi thường những chuyện nhỏ. Cô Ngọc nói đừng bỏ qua những chuyện nhỏ, thì mỗi cái nhỏ nó chỉ 10.000 thôi mà 10 cái sẽ lên 100, mà 100 xin lỗi mẹ, ai cho mình, không ai cho mình cả đó. Và ngoài ra cái quan trọng nữa cô Ngọc khuyến khích là phải kiếm cách kiếm thêm thu nhập, tăng thu và giảm chi. Tăng thu và giảm chi thì kiếm thu nhập thì nó có nhiều cách. Hồi xưa làm gì có SE để chỉ cho mình cách mà thu nhập, như là thầy Thái chỉ mình, có ông thần chỉ mình cái cách để kiếm tiền và một cách hạnh phúc thịnh vượng bình an và chính trực như vậy. Thành ra là kiếm tiền cũng hơi chật vật, nhưng mà phải kiếm thêm thu nhập, và kiếm thêm thu nhập thì mới thấy giá trị của cái 50-100 mình kiếm mỗi ngày. Mình đi bưng 10 ly cà phê, mình đi bưng 10 tô bún mình mới được chừng này tiền, thì mình phải biết chi tiêu như thế nào. Tăng thu nhập chứ đừng có ngồi đó mà cứ gọi điện mẹ ơi cho con thêm 50%. Thì cô Ngọc xin phép được chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Và cô Ngọc mong rằng phòng Zoom của chúng ta, cô Ngọc nói rằng thực hành sẽ khó đấy nhá, không có dễ đâu. Thành ra phải cố gắng kiên nhẫn, ghi ra chi tiết đi mà sẽ vui lắm. Em muốn lặp lại, có năm sau mình nhìn lại cái bảng chi tiêu của mình thấy vui lắm, buồn cười lắm. Thế mình lại ghi này, sao mình lại có những khoản chi buồn cười thế này. Thế sao mình mới biết bớt lại, chứ mình không ghi mình không bớt lại đâu. Và có những cái mình cũng phải thêm lên nữa, cũng phải tăng lên là mình chi nó chưa đủ dinh dưỡng cho gia đình hay như thế nào đấy. Vâng, cảm ơn cô Ngọc rất là nhiều lời cảm ơn gửi tới cô Ngọc ạ. Vâng, những cái chia sẻ rất là tuyệt vời của cô với cái người mà đã có những cái sự trải nghiệm, và cô cũng đã chia sẻ cái cách mà cô quản lý tài chính với cả những người bạn, rồi là những các em trong nhóm của mình. Thì ở đây cô Ngọc cũng có nhấn mạnh rằng là chúng ta cần phải là làm thế nào để chúng ta có thể thực hành cái này một cách thường xuyên mà nó lại không dễ. Thì thưa các quý thầy cô, là trong cộng đồng SE của chúng ta thì ngoài cộng đồng lớn của chúng ta thì còn có rất là nhiều những cái cộng đồng nhỏ của chúng ta nữa. Ví dụ như là cộng đồng người cao tuổi của cô Ngọc, hiện tại cô Ngọc thì là đang là trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ người cao tuổi ạ. Rồi cộng đồng 60 của chúng ta, rồi là những cộng đồng nhóm những bạn khuyết tật, thì hoàn toàn là chúng ta có thể đôn đốc nhau. Chúng ta có thể nhắc nhở nhau để chúng ta có thể thực hành những cái bài tập như thế này. Ví dụ như là mỗi ngày chúng ta có thể nhắn nhau là trong nhóm chúng ta có thể nhắn nhau là hôm nay mọi người đã chi tiêu chưa. Chúng ta có thể dành một cái khoảng thời gian là 9 giờ cuối ngày chẳng hạn, ví dụ như thế, 9 giờ tối thì chúng ta tất cả mọi người có thể cùng ngồi lại để kê lại xem là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái khoản chi như thế nào, khoản thu như thế nào. Vâng, rất là cảm ơn cô Ngọc ạ. Và trong cái phần chia sẻ của cô Ngọc thì cô Ngọc cũng đã nhắc đến cái việc là khi mà chúng ta vào cộng đồng SE thì chúng ta cũng mang rất là nhiều những cái mong đợi, những cái mục tiêu là mong muốn được phát triển về trí tuệ, mong muốn được phát triển về những kiến thức, những cái kỹ năng, và đặc biệt là chúng ta cũng mong đợi là chúng ta có được một cái sự thịnh vượng thông qua những cái hoạt động của SE. Thì ở đây có thầy Nguyễn Công Thái, em xin phép được phỏng vấn thầy một chút ạ. Vâng, thầy ơi, hôm nay là chúng ta, cộng đồng của chúng ta đang học về báo cáo tài chính cá nhân, thăm khám về sức khỏe, thăm khám về tình hình tài chính của mình ạ. Vâng, và em nhớ là thầy có bình luận một cái câu là khám xong thì đang khám, chưa xong thì đã phá rồi. Và thì em cũng muốn phỏng vấn thầy một chút ở cái chỗ đó, và đặc biệt nữa là khi mà thầy gây dựng cộng đồng với một cái ước mơ rất là lớn, thì thầy và em biết được rằng là trong cái những cái hoạt động về trong cái báo cáo tài chính này thì có rất là nhiều những cái yếu tố, những cái cấu phần ở trong đó mà SE của chúng ta đang nỗ lực để giúp cho mọi người có thể thay đổi. Thì thầy có thể chia sẻ một chút được không ạ?